Tâm Thảo và thành phố Hà Nội. Nhân dịp này, trường Tiểu học Tiền Phong xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ủy ban Nhân dân thành phố, tới Ban giám đốc Phòng Giáo dục Tiểu học Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các phòng ban chức năng của huyện Gia Lâm. Cùng cảm ơn các tổ chức đoàn thể, các cụm dân cư, các thôn, các khối phố trong địa bàn, các cơ quan xí nghiệp và toàn thể cha mẹ học sinh, nhà trường. Cảm ơn sự lao động miệt mài, không ngừng sáng tạo của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh đã cùng hướng tới tương lai, cùng tự tin bước tiếp trên con đường đổi mới. Trong thời khắc lịch sử của nhà trường, chúng tôi không thể không kể đến công sức, tình cảm, tâm huyết của cô giáo hiệu trưởng đầu tiên Nguyễn Thị Thúy Bình và thầy giáo hiệu trưởng Bùi Huy Nhụ đã cùng đoàn kết một lòng, phấn đấu dạy tốt, học tốt, coi trọng chất lượng, trau dồi đạo đức, chống mọi biểu hiện tiêu cực xã hội, góp phần làm rạng rỡ vẻ đẹp thanh cao của nhà trường. Vinh dự và tự hào cùng với lòng biết ơn sâu sắc ấy chắc chắn sẽ tạo nên một động lực mới, một sức mạnh mới giúp thầy và trò nhà trường vươn lên hơn nữa, tạo lập nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với công lao vun đắp và những tình cảm thiết tha của lãnh đạo các ngành, các cấp. Xứng đáng với mái trường có bề dày thành tích, mái trường mang mãi nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm và niềm tin của các thế hệ nhà giáo đã từng công tác và quan tâm đến nhà trường. Cuối cùng, một lần nữa, trường Tiểu học Tiền Phong xin gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới tất cả các vị khách quý, các quý vị đại biểu. Chúc một năm mới an khang, thịnh vượng, thành đạt và tràn đầy hạnh phúc. Chúc các con học sinh vui khỏe, học giỏi, chăm ngoan. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, đồng chí Hoàng Việt Cường, Thường trực Ban thi đua khen thưởng của huyện Gia Lâm đã công bố quyết định khen thưởng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho trường Tiểu học Tiền Phong. Căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 2083 ngày 12 tháng 11 năm 2010, quyết định điều 1 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho trường Tiểu học Tiền Phong đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2005 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, các tập thể và cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký tay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan đã ký. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng cho trường Tiểu học Tiền Phong. Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, đồng chí Nguyễn Văn Trịnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã ghi nhận những đóng góp của trường Tiểu học Tiền Phong đối với sự nghiệp giáo dục của huyện Gia Lâm, đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy và trò nhà trường. Trong những năm học vừa qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song sự nghiệp giáo dục đào tạo của huyện tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực và có nhiều tiến bộ. Ngành giáo dục của huyện Gia Lâm 5 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối huyện của thành phố. 28 trên 70 trường học đã đạt chuẩn quốc gia, đạt 40%. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp quan trọng của các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Tiền Phong. Là một đơn vị mới được thành lập hơn 6 năm, song nhà trường đã có nhiều cố gắng chủ động khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo,
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh với những nội dung thiết thực, từng bước có hiệu quả, tạo động lực để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên có phẩm chất, đạo đức tốt, vững về chuyên môn, nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Nhiều thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp huyện, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố. Tỷ lệ học sinh giỏi hàng năm bình quân đạt trên 60% và cao hơn bình quân chung của toàn huyện. Nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi viết chữ đẹp, thể dục thể thao cấp thành phố và quốc gia. Hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi được quan tâm. Cuộc vận động thiếu niên, thiếu nhi thủ đô thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy của nhà trường đã thu được nhiều kết quả tốt. Liên đội nhà trường liên tục được công nhận là liên đội mạnh cấp thành phố vào năm học 2009-2010, là liên đội dẫn đầu toàn thành phố. Công tác quản lý của nhà trường được chú trọng, góp phần xây dựng nền nếp kỷ cương, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất tận tụy, gắn bó với trường lớp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư phục vụ tốt cho việc dạy và học. Khung cảnh sư phạm khang trang, xanh sạch đẹp. Vai trò lãnh đạo của chi bộ nhà trường được khẳng định và liên tục được công nhận là chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội ngũ thầy cô giáo và học sinh nhà trường trong những năm qua, nhà trường được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2005 được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2009-2010 được tặng cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và hôm nay, nhà trường vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng 3, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Thay mặt cho Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích xuất sắc, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được trong những năm qua. Thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh yêu quý, được đóng góp vào sự nghiệp chồng người, đào tạo những tài năng cho quê hương đất nước là một vinh dự tự hào của nhà trường. Đây cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề, đòi hỏi các thầy cô giáo, các em học sinh phải nỗ lực không ngừng, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường, học đường, văn hóa, tiến bộ. Trong thời gian tới, mà trước mắt là năm học 2010-2011, trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, tôi tin tưởng rằng với sự cố gắng phấn đấu và thi đua dạy tốt, học tốt của các thầy cô giáo và các em học sinh, trường tiểu học Tiền Phong sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học, giữ vững nề nếp học tập và kỷ cương học đường, quan tâm hơn nữa đến hoạt động của đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cao, yêu nghề, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, xứng đáng là trường đạt chuẩn quốc gia và được tặng huân chương lao động hạng 3. Thưa các vị đại biểu, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn xã hội, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhân dịp này, tôi mong rằng mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là cấp ủy Đảng, chính quyền các xã Yên Viên, thị trấn Yên Viên, mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm hơn nữa cùng với nhà trường chăm lo phát triển sự nghiệp chồng người, chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai phát triển của đất nước, góp phần xây dựng huyện Gia Lâm ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Nhân dịp năm mới Xuân Tân Mão, thay mặt cho lãnh đạo huyện, tôi chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho trường tiểu học Tiền Phong xứng đáng với truyền thống và xứng đáng với tên gọi Tiền Phong. Chúc các em học sinh học giỏi, chăm ngoan, xứng đáng là chủ nhân Thăng Long, Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn. Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ngày xúc động nhất và đáng nhớ nhất của các thế hệ cán bộ, đảng viên, giáo viên và toàn thể học sinh trường tiểu học Tiền Phong. Xúc động vì huân chương lao động hạng 3, phần thưởng cao quý mà nhà nước vừa trao tặng cho nhà trường là một niềm vinh dự lớn lao. Xúc động nhiều hơn bởi tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường vừa được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trịnh động viên và ghi nhận những cố gắng đầy nỗ lực của thầy và trò nhà trường. Trong giờ phút long trọng này, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng tôi rất biết ơn sự chỉ đạo sâu sắc, sát thực của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Chúng tôi xin coi đó là những chỉ đạo quan trọng, là mệnh lệnh nghiêm khắc, là sự chỉ bảo ân tình. Chúng tôi nguyện sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng tin của đồng chí cũng như của tất cả các quý vị. Chúng tôi sẽ luôn luôn thực hiện các nhiệm vụ giáo dục mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho nhà trường trước mắt cũng như lâu dài. Chúng tôi xin hứa sẽ biến niềm hạnh phúc hôm nay, những lời dặn dò chứa đầy niềm tin, những ý kiến chỉ đạo cụ thể rõ nét của đồng chí thành động lực mạnh mẽ trong việc hoàn thành những nhiệm vụ được giao, coi đó là nghĩa vụ lương tâm của mỗi thầy cô giáo trước Đảng, trước ngành và trước nhân dân. Chủ nhật